Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Hôm nay Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn một món ngon lạ miệng từ thịt ếch, đó chính là món ếch rim mắm tỏi. Và nếu các bạn cũng yêu thích và đang tìm hiểu một món ngon từ thịt ếch để đổi khẩu vị cho cả gia đình mình, thì hãy cùng mình vào bếp và thực hiện món ếch rim mắm tỏi cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn này nha. Và đây là nguyên liệu chính của ngày hôm nay. Ở đây mình sử dụng 4 con ếch, 4 con này là tầm khoảng gần 1 kg. Bây giờ thì mình sẽ dùng kéo và mình cắt ếch thành những miếng vừa ăn. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành chiên ếch vàng đều các mặt. Và để ếch của mình được chiên vàng đều các mặt thì mình phải chiên hơi nhiều dầu một tí xíu nha các bạn. Và cái thời gian chiên của mình cũng khá là dài, mất tầm khoảng 25 đến 30 phút. Cái quá trình chiên ếch như thế này thì bị bắn dầu rất là nhiều. Các bạn có thể cho một ít bột khô vào dầu ăn hoặc là mình tẩm ở bên ngoài những cái miếng thịt ếch để cái quá trình chiên của mình đỡ bắn dầu hơn ha. Và bột khô thì các bạn có thể sử dụng bột bắp, bột chiên giòn hoặc là bột mì đều được. Sau khi chiên ếch vàng đều các mặt xong thì tiếp tục mình sẽ tiến hành rim mắm tỏi. Mình sẽ phi thơm một ít tỏi băm lên trước. Khi tỏi đã vàng và thơm rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình cho gia vị vào đây. Với 4 con ếch tầm khoảng gần 1 kg thì mình sẽ sử dụng 2/3 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, nửa muỗng dầu hào và nửa muỗng tương ớt. Nói là gần 1 kg ớt nhưng mà khi mà mình làm ra rồi sau đó mình đem đi chiên giòn nữa thì cái lượng ớt hao đi rất là nhiều, còn lại tầm khoảng 1/3 thôi. Nên là cái phần gia vị các bạn cứ canh chỉnh từ từ thôi ha. Nêm nếm gia vị hoàn chỉnh xong thì mình sẽ cho ớt vào và mình rim đến khi nào mà những cái miếng thịt ớt của mình phủ đều cái phần sốt mắm tỏi bên ngoài là được. Trong suốt cái quá trình rim thì mình sẽ để lửa thật nhỏ thôi nha các bạn, và mình sẽ đảo đều để cho ớt của mình tránh bị cháy. Và cái thời gian rim của mình là mất tầm khoảng 5 đến 7 phút. Sau khi rim ếch xong thì mình sẽ tắt bếp và mình cho ra đĩa. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món ếch rim mắm tỏi cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn rồi nè các bạn. Những miếng thịt ếch được chiên vàng giòn phủ đều bên ngoài là cái phần sốt mắm tỏi mặn mặn ngọt ngọt. Món này mình ăn với cơm trắng hoặc là mùi nhậu rai rai cũng đều rất là tuyệt vời. Các bạn hãy tham khảo món ếch rim mắm tỏi này và bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.